Xin chào quý bà con đã quay trở lại với kênh của Tính Nông Cơ. Thì ngày hôm nay em lên cho quý bà con những con máy hàng Nhật Bãi cực kỳ đẹp luôn. Những con này bên em sẽ dọn nổ đầy đủ quý bà con ha. Và em sẽ báo giá cho quý bà con những cái con máy đã dọn nổ đầy đủ thì giá nó sẽ như thế nào. Mình gắn vô máy cắt cỏ hư nè, mình gắn vào những cái máy phun phân thì nó máy xịt thuốc rồi đó, thì nó có được hay không, nó tùy loại với bà con ha. Rồi em giới thiệu với bà con thì những con máy bên em là có máy nhỏ, máy lớn luôn, máy có đề với bà con luôn nha. Rồi thì em sẽ đi vào chi tiết nó ngắn gọn thôi. Giờ là hôm nay là ngày 17 tháng 1 2024 với bà con ha. Thì chúc bà con cuối năm cũng có nhiều sức khỏe và có nhiều cái thắng lợi trong những cái năm mới. Thì những con máy này bà con thấy là những con máy, cái đầu của máy là tum nhỏ. Đây là máy tum nhỏ, những con này thì giá của nó là 545.000 một đầu. Là bên em dọn nổ, và bên em cái này thì bên em không có bao ship nha bà con. Là em đã bán giá rẻ rồi. Em đang có ưu đãi cuối năm, em tặng cho con cái bút lông gắn vô luôn ha. Đó, của Kawasaki, ưu đãi cuối năm nên giá cực kỳ tốt rồi, 545.000. Rồi con này là dọn nổ đầy đủ luôn. Cái tum nó tum nhỏ quý bà con. Tum nhỏ nữa máy xịt thuốc. Những con máy xịt thuốc như vậy con thấy em để trưng bày phía bên kia đó. Đang sử dụng những cái đầu của máy xịt thuốc này nè, là trong những cái máy đó như quý bà con. Đó, mình gắn rất là ok luôn. Rồi em sẽ những tiếp theo ha. Thì những con này nồng của nó là khoảng 30 31 ly như bà con. 30 31 ly để gắn máy xịt thuốc đó. Đó, còn những cái con máy lớn hơn em sẽ đi tiếp theo. Những con này chuyên xịt của máy xịt thuốc đó, rất là mạnh ha. Những con này thì nó có tum đằng sau luôn của Ryobi nè quý con. Con này là của Mitsubishi, của KZ nè, này là của TL nè quý con, Mitsubishi nè, Mitsubishi là T100 nè, là TL với quý con ha. Của Maruyama thì ba con này đó, ba con này cái loại màu cam, màu vàng, màu đỏ là 585.000 một đầu. Em dọn nổ đầy đủ với bà con luôn nha. Dù máy cắt cỏ bên hư á, về mình gắn cái ống cần vậy thôi là mình sử dụng. Những con này em dọn nổ với bà con rồi đó, ở nhà mình có máy cắt cỏ hư mình gắn vào được rồi. Rồi tiếp theo con này là nòng của nó rất là lớn bà con ha, nòng lớn nè, nòng lớn và cái tum đằng sau tum lớn luôn bà con, của Maru. Đây là bình xăng trên, máy cực kỳ to luôn này, cực kỳ to luôn nè đó. Con này là 980.000 một máy, 980.000 một máy ha. Em dọn nổ đầy đủ với bà con luôn. Nó cái này em còn được có khoảng 3 đầu thôi, 3 đầu máy lớn. Như con mình chốt nhanh thì mình đi con này ha. Giá vậy là cực kỳ ưu đãi nha bà con. Như bà con mà mua nguyên một cái máy thì con này nhầm khi nó gần 2 triệu một con nha bà con. Dọn nổ đầy đủ á. Rồi tiếp theo đây là con máy Kawasaki TF. Con này là vừa giật nha bà con ha, mà con này vừa có đề nữa nè, dây đề con nó ra nè. Mình gắn mà cục pin chân pin phổ thông này nè, hoặc bà con có cục pin chuyên của nó thì mình có thể sử dụng là vừa giật vừa đề để mình gắn cho máy xịt thuốc rồi nha bà con. Đó, này là những con này trong máy xịt thuốc nè, cái bình xăng đó, bình xăng để rời riêng ở ngoài đó, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì em có được hai con, em đang trưng bày phía bên kia rồi. Quý bà con mình chốt những con máy nào thì cứ liên hệ bên em sẽ tư vấn cho bà con những con máy phù hợp rồi ha. Bên em có rất nhiều loại phụ tùng của máy cưa, máy cắt cỏ, hàng riêng, hàng mới, đầu máy rất là nhiều. Quý bà con mình cần mẫu nào cứ liên hệ bên em nha.